Xin chào thầy và các bạn, em là Phạm Văn Nam, mã số sinh viên 1514-1044. Sau đây em xin trình bày phần thiết kế một giao diện Android cho trước. Đây là giao diện của chương trình. Và em đã thiết kế giao diện của chương trình như này bằng phần train, đây là phần code. Em dùng khai báo biến TX1, TX2 và kết quả dùng chuyện Intep và các nút cộng trừ nhân chia, cộng trừ chia và nút radum. Em khai báo ID cho các biến TX kiểu Intep và biến TX2 và biến kết quả thì cũng kiểu Intep. Khai báo kiểu button cho các biến cộng trừ và ran chia. Phần cộng thì khai báo đầu tiên chuỗi, khai báo biến chuỗi một kiểu string được gán bằng TX1 chuyển từ kiểu test sang kiểu string, và khai báo biến số một kiểu integer và được lấy từ chuỗi 1 kiểu in. Tương tự với chuỗi số 2 gán tạo chuỗi số 2 kiểu string được gán bằng DX2 cũng được chuyển từ kiểu test qua kiểu string và khai báo biến số 2 kiểu in integer và lấy từ chuỗi 2 chuyển ra kiểu in. Khai báo biến tổng thì sẽ bằng số 1 cộng số 2 và biến kết quả thì sẽ chuyển qua ban đầu là kiểu test, bây giờ sẽ chuyển qua kiểu string. Và tương tự với biến trừ thì ta cũng khai báo chuỗi 1 cho kiểu string cho bằng gán bằng TX1 gán từ kiểu test sang kiểu string và khai báo biến số 1 kiểu integer và được lấy từ chuỗi 1 kiểu tương tự với chuỗi 2 số 2 và khai báo biến hiệu được gán bằng số 1 kiểu số 2 và kết quả cũng được test thì cũng sẽ được kiểu string. Chia thì ta cũng nhập từ bằng với dữ liệu nhập từ bằng phím cũng khai báo kiểu chuỗi 1 kiểu string gắn bằng TX1 của test chúng ta kể string và biến khai báo số 1 biến double các với biến in ở hai số cộng trừ được gắn bằng kiểu integer và lấy từ chuỗi 1 của in và tương tự cho chuỗi 2 và ta khai báo số chia kiểu double bằng số 1 chia cho số 2 và để lấy phần tư là hai số không thì ta khai báo biến chia một của double thì sẽ bằng ta sẽ dùng macro để tạo hai chia lấy hai số dư là lấy số chia cho 100 và chia 100 thì ta tiếp tục chia cho 100 ta sẽ được biến dư hai số không và nếu ta muốn lấy một số không thì ta sẽ chia 10 và tiếp tục và lấy kết quả thì sẽ gán bằng biến chia 1 của string và ra đúng thì ta cũng sẽ nhập từ bàn phím hai số 1 và số 2 và khai báo là nếu số 1 lớn hơn số 2 và khai báo max và min số 1 lớn hơn số 2 và min số 1 bé hơn số 2 và sẽ biến radum sẽ khai báo bằng new radum, khai báo biến x sẽ bằng min cộng radum và khai báo kết quả thì sau khi viết chương trình thì ta sẽ chạy chương trình.
Em sẽ nhập hai số bất kỳ. Số 2. Số 13. Cộng lại bằng 15 trừ bằng 11. Chia 0.15 ra đúng. Phần trình bày của em xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.